Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì máy hổm gài luôn á anh chị, là cũng khoảng cả tuần rồi em không có ra cái video được nữa, do là bên ship bây giờ anh chị người ta ngưng nhận hàng rồi anh chị ơi. Ship bây giờ lũng chừng nhiều chỗ quá anh chị. Năm nay á, tình hình là Tết gửi hàng cho anh chị mình không có được luôn. Gửi đi hàng ship không có giao mà trả về không anh chị. Mấy anh ship bây giờ mấy anh đình công nhiều quá, cho nên là những anh chị nào mình xem được cái video này của em á, anh chị mình thông cảm giùm em nha. Nhiều anh chị mình hỏi em sao em nghỉ Tết sớm quá. Tại vì bây giờ ship chỗ em không có nhận hàng được nữa anh chị. Những nơi khác có anh chị mình có thể mình lên trên mạng mình xem đó. Ship ngưng giao hàng đình công rất là nhiều luôn anh chị. Đem quay mặt hoa cho anh chị mình xem. Hoa chơi Tết rất là nhiều luôn mà không thể nào gửi hàng được anh chị. Rất là tiếc ha, anh chị mình thông cảm giùm em nha. Rau hoa em giới thiệu cho anh chị mình ở đây nè anh chị. Đây bông trang nè, phụng bằng cây kim nè. Anh chị nào còn yêu quý kênh mình có thể bấm đăng ký kênh. Qua Tết mình còn muốn mua mình quay lại tìm em nha anh chị. Bên đây đỏ lá xoắn nè anh chị ơi. Đó, đỏ lá xoắn nè. Đẹp xum xê luôn. Đây, đỏ xoắn vàng xoắn trung chậu nè anh chị. Mà chưa tưới nên nó hơi khô chút xíu nha. Còn bên đây nè, tím sen Vĩnh Châu. Hoa thơm nè anh chị. Tím Vĩnh Châu hoa thơm. Bên đây là mai thái màu xanh bơ nè. Cam Đài Loan nè. Đây cam Đài Loan, trang cam Đài Loan đó anh chị. Bông nó chà bá luôn anh chị ơi, bự luôn ạ. Cam Thái nè, cam Thái mới quay đầu clip ha. Đây là hồng phấn sữa nè. Em xin lỗi, hồng phấn Nhật. Đây là hồng phấn Nhật nha. Bên đây là trang sen. Đó, trang sen nè anh chị. Nó mới nở mấy cái bông nè. Đây là ông này là vàng nghệ. Này là mai hồng nè. Đây cái mai hồng nè anh chị mình thấy không? Cái mai hồng đẹp cực kỳ luôn anh chị. Đó, bên kia trang cam Đài Loan kìa. Bên kia còn nữa anh chị, còn nữa đang tưới đó. Mà không có quay qua được, bên đây cái giấy đang nở rộ luôn anh chị mình thấy. Quay lại gần lại đây cho anh chị mình xem cái giấy. Ô, quá trời bông nó nở luôn nè anh chị. Mình gửi không có được nên anh chị mình thông cảm giùm em nha. Đây nụ nó nè, quá trời luôn nè anh chị, mấy cái nụ nhỏ nhỏ nè. Đó, đây đang lên nụ nè anh chị ơi. Bông này hết trơn luôn nha. Và giấy đó. Anh chị mình thấy không? Cây này ở đây em thấy vòng vòng ở đây là cây này đẹp nhất. Cây này là cây mai thái nha anh chị, mai thái màu hồng. Quá xá bông đẹp rồi. Rồi clip chắc em dừng ở đây anh chị ơi, em thông báo tới anh chị mình là không có gửi hàng được thôi. Ngày mai em sẽ làm clip hướng dẫn cho anh chị mình trồng cây, chăm sóc nó cho sao cho nó phát triển ok hết anh chị. Thì những anh chị nào trước đó mình đã mua hàng ở bên em rồi đó mà mình chưa biết cách trồng, cách xử lý sâu bệnh đồ này kia đó, thì ngày mai em sẽ làm clip mới cho anh chị mình vô mình xem mình tham khảo ha. Clip này em giới thiệu cho anh chị mình, em thông báo cho anh chị mình là bên em bây giờ em ngừng nhận hàng Tết rồi, ngừng gửi Tết được rồi, nên anh chị mình thông cảm giùm em nha.